Hang động muối này có tên là Manham, trải dài hơn 10 km từ núi Sodom, ngọn núi lớn nhất ở Israel, và kéo dài tới khu vực Tây Nam ở Biển Chết. Bên trong hang động, các khối đá muối nhạt màu treo lơ lửng trên trần hang, trong khi các tinh thể muối bám đầy trên tường. Người tham quan có thể nhìn thấy các giọt nước muối chảy ra từ mỏm các khối đá. Mới đây, các nhà thám hiểm địa phương và quốc tế đã thực hiện chuyến thám hiểm lần thứ hai vào hang động để thực hiện công tác đo đạc và phác thảo bản đồ hang động bằng laser. Lần này, số lượng đoàn lên tới 80 người. Điều đặc biệt về hang động này là từ tuần trước, chúng tôi đã phát hiện ra rằng đây là hang muối dài nhất thế giới, nhưng chiều dài của hang lại gấp đôi con số chúng tôi dự kiến. Hang động muối này dài hơn 10 km. Núi Sodom là khối muối khổng lồ được bao phủ bởi lớp đá mỏng nhưng vững chắc. Các giọt nước mưa đã thấm qua các khe đá và hòa tan vào muối, tạo nên hang nhỏ và chảy xuống Biển Chết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn kể từ khi nhà thám hiểm Frumkin phác thảo được bản đồ cấu trúc hang động đã có sự thay đổi và quá trình này sẽ còn tiếp tục. Thám hiểm hang động không phải là một môn thể thao hay là hoạt động của một người. Hoạt động này luôn đòi hỏi tinh thần làm việc nhóm, bởi khi bạn đi bộ ngày này qua ngày khác trong điều kiện rất khó khăn trong hang động như thế này, thì việc thám hiểm trong nhóm là điều rất quan trọng. Bên trong hang động phần lớn là bụi mịn được thổi từ sa mạc vào. Những phiến đá muối khổng lồ, trong đó có một số phiến có màu hổ phách do bụi và khoáng chất kết hợp lại, đã tạo nên khung cảnh ấn tượng của hang. Tôi gặp thêm những người trẻ. Họ đến đây để gieo thêm những mầm xanh cho vùng đất này. Tuấn nghĩ gì khi mà mình trồng những cái cây sa mộc bé xíu ở cái vùng đất này? Em nghĩ đấy là sức sống mới. Một sự sống mới được xây dựng trên những sự hy sinh. Đây sẽ là một cánh rừng đẹp. Nó đẹp không chỉ là bởi vì những cái cây sa mộc mà chúng ta trồng ngày hôm nay, nhưng mà nó sẽ đẹp ở giá trị là những câu chuyện tiếp diễn trên những mảnh đất mà từng đau thương nhất. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cũng lan mầm từ những loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ nên xanh, rừng giữ đất quê. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng muốn thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây như rủi chịu, phải đâu trong lúc cũng đành. Phải không em, phải không anh. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ.
bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai ngừ chiều xuân. Thì mỗi người sẽ sinh ra có một cái nhiệm vụ khác nhau, theo đuổi những giấc mơ khác nhau. Những người đã từng trẻ như mình, họ đến đây và không mưu cầu chuyện gì ngoài một tình yêu dành cho quê hương đất nước và ở lại đây mãi mãi. Nếu như mà linh hồn của mấy nghìn anh hùng liệt sĩ vẫn còn nằm ở đây, em tin là ngày hôm nay tất cả các anh hùng liệt sĩ về đây trồng cây cùng với chúng ta. Dù mới chỉ ra mắt trailer nhưng mà bộ phim truyền thể từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đó là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Và theo thông tin vừa được nhà sản xuất tiết lộ thì bộ phim tâm lý này có kinh phí lên đến gần 20 tỷ đồng, ngang ngửa những bộ phim hành động đắt đỏ nhất trong làng điện ảnh Việt Nam hiện nay.
Được biết, số tiền ngân sách của phim này gần bằng kinh phí của dự án phim hành động cổ trang Thiên Mệnh Anh Hùng, cũng của đạo diễn Victor Vũ vào năm 2012, với con số là 25 tỷ đồng, và hơn hẳn ngân sách của tác phẩm hành động Mỹ Nhân Kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với 17 tỷ đồng. Các nhà sản xuất cũng cho biết thêm, ekip làm phim không ngần ngại chi tiền cho những cảnh quay tốn kém và công phu. Các cảnh lũ lụt, mưa bão, cháy nổ đều được xử lý bằng các thiết bị phun mưa tạo khói. Những cảnh toàn về vùng quê Phú Yên được các nhà làm phim dùng máy quay flycam. Đoàn phim cũng chi tiền nhiều cho các hiệu ứng xử lý đặc biệt để hình ảnh về cuộc sống hồn nhiên nhưng mà khắc nghiệt của những đứa trẻ quê nghèo thế kỷ 20 lên phim được lung linh. Đầu tháng 5, trailer phim ra mắt và lập tức trở thành hiện tượng trong cộng đồng người hâm mộ điện ảnh. Phim dự kiến được công chiếu trên toàn quốc vào ngày 2 tháng 10 tới.
Thank you.